Liverpool đang tuyển trợ lý huấn luyện viên trên mạng xã hội. Anh trên mạng xã hội LinkedIn, Liverpool đang thông báo tìm chuyên gia những tình huống cố định cho tân huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Thông báo tuyển dụng của Liverpool nêu rõ, "Chúng tôi đang tìm huấn luyện viên được UEFA cấp phép với tư cách là chuyên gia cố định. Với vai trò này, bạn sẽ là chuyên gia chiến thuật chịu trách nhiệm tối đa hóa hiệu suất của đội trong tất cả các tình huống cố định. Điều này liên quan đến việc phân tích kỹ lưỡng, lập kế hoạch tỉ mỉ và khả năng huấn luyện một cách thành thạo cả chiến lược cố định tấn công và phòng thủ." Vị trí này cung cấp việc làm toàn thời gian với mức lương phù hợp với cam kết yêu cầu, 25 ngày nghỉ cộng với 8 ngày nghỉ lễ và tùy chọn nghỉ thêm tối đa 5 ngày, cùng với chế độ lương hưu đóng góp. Chủ sân Anfield được cũng liệt kê những tiêu chí với trách nhiệm của chuyên gia cố định này, gồm phân tích kỹ lưỡng về xu hướng cố định sắp tới của đối thủ, xác định điểm mạnh, điểm yếu, thiết kế các chiến lược phòng thủ để chống lại các mối đe dọa cố định của đối thủ, huấn luyện các cầu thủ về vị trí phòng thủ, phân công nhiệm vụ và các phương pháp chiến thuật để phòng thủ trong các tình huống cố định phân tích chi tiết về các thói quen cố định có hiệu suất cao tại ngoại hạng Anh và các giải khác. Chuyên gia cố định này của Liverpool cũng phải đối chiếu, duy trì cơ sở dữ liệu đa dạng về các lối chơi cố định sáng tạo phù hợp với điểm mạnh của cầu thủ, lên kế hoạch các buổi tập để thực hiện các chiến thuật cố định này một cách hiệu quả, phù hợp với huấn luyện viên trưởng, phân bổ thời gian luyện tập dồi dào để tinh chỉnh các chiến thuật cố định trước từng đối thủ, lên kế hoạch các buổi huấn luyện theo từng phần hấp dẫn, cường độ cao, nhấn mạnh sự chi tiết và rõ ràng trợ lý của huấn luyện viên Slot cũng phải truyền đạt chiến lược trước trận đấu, phân tích các pha phòng ngự của đối thủ trong thời gian thực và đề xuất các điều chỉnh để tối đa hóa cơ hội ghi bàn, luôn cập nhật những xu hướng và sự đổi mới mới nhất của các giải đấu hàng đầu, sử dụng phần mềm và dữ liệu phân tích video để đánh giá hiệu quả, thực hiện các điều chỉnh cần thiết và làm việc với từng cầu thủ để cải thiện các kỹ năng cố định cụ thể. Hồi đầu tuần, Liverpool xác nhận Slot kế nhiệm Jurgen Klopp theo hợp đồng 3 năm Huấn luyện viên người Hà Lan sẽ bắt đầu công việc mới từ ngày 1 tháng 6 và dự kiến sẽ mang theo trợ lý ship Hussop từ Feyenoord. Slot bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Kemper trước khi chuyển sang AZ Alma và Feyenoord. Với ba câu lạc bộ Hà Lan, nhà cầm quân 45 tuổi đều giành tỷ lệ thắng ít nhất 55%. Slot từng đưa Feyenoord vào chung kết Conference League 2021-2022, vô địch Hà Lan 2022-2023 và giành cúp Hà Lan 2023-2024. Club chia tay Liverpool sau khi mùa giải 2023 đến 2024 khép lại vì cạn năng lượng và khẳng định sẽ không dẫn dắt câu lạc bộ nào khác tại ngoại hạng Anh. Trong hơn 8 năm ở Liverpool, ông đoạt 8 danh hiệu gồm ngoại hạng Anh, Cúp FA, Siêu cúp Anh, Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và hai cúp Liên đoàn Anh. Hôm 19 tháng 5, sau khi dẫn dắt Liverpool lần cuối trong trận thắng Wolves 2-0, Klopp đã hô vang tên Anslot và đề nghị cổ động viên chào đón huấn luyện viên mới như từng chào đón ông. Huấn luyện viên người Đức cũng thích chiến thuật tấn công của người kế nhiệm và cho biết Liverpool sẵn sàng cho kỷ nguyên mới thú vị. LinkedIn, thực chất là từ ghép của LinkedIn, là một mạng xã hội theo định hướng kinh doanh, giúp các cá nhân và doanh nghiệp kết nối với nhau để tìm kiếm việc làm. Đây là một nền tảng chuyên nghiệp dành cho công việc, một nơi để các ứng viên thể hiện sơ yếu lý lịch cũng như kinh nghiệm làm việc của bản thân và là nơi để các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên phù hợp với công ty mình.